Ở đây là hai chậu môn đốm trắng Caladium Quirismus. Chậu bên tay trái đã được trồng khá lâu, khoảng 6 tháng nay chưa được thay chậu. Trong khi đó thì chậu bên tay phải đã được thay chậu cách đây khoảng 1 tháng rưỡi. Thông thường sau khi trồng cây môn đốm trong chậu như thế này, khoảng từ 4 đến khoảng 6 tháng thì lá của cây môn đốm sẽ bắt đầu rụng dần. Bắt đầu từ những lá già nhất, chúng khô héo và rụi dần. Nếu như không được thay chậu thì cây môn đốm này sẽ tàn lụi. Do đó, sau khi trồng khoảng 5 đến 6 tháng, nếu như quan sát thấy phần lá non mới mọc lên ít hơn so với những lá đã bị rụi, thì ta có thể tiến hành sang chậu mới, bổ sung đất trồng mới cho cây môn đốm này. Việc đầu tiên trong quá trình thay chậu đó là loại bỏ phần giá thể trồng cũ. Sau đó có thể tiến hành rửa qua nước sạch. Đồng thời ở giai đoạn này có thể quan sát chất lượng của bộ rễ. Nếu như quan sát thấy có nhiều rễ đã bị hư thối thì có thể tiến hành cắt bỏ phần rễ đã hư thối. Đây là một phần của rễ của cây môn đốm đã bắt đầu bị thối nhũng, do đó cần được loại bỏ trong quá trình thay chậu. Sau đó tôi sẽ tiến hành rút ngắn kích thước của bộ rễ. Việc này sẽ giúp cho cây đâm thêm nhiều rễ non mới. Khi trồng cây môn đốm thì chậu mới không cần phải lớn hơn chậu cũ nhiều. Chậu mới chỉ cần có đường kính lớn hơn chậu cũ khoảng 1 đến 2 cm và phần đáy chậu có nhiều lỗ thoát nước. Giá thể trồng cây môn đốm bao gồm khoảng 50 đến 60% là phân rơm mục và phần còn lại là xơ dừa. Sau khi thay chậu thì lá của cây môn đốm có thể bị ngã hoặc nghiêng xuống, do đó có thể tiến hành neo buộc lại những lá này giúp cho lá môn được thẳng đứng.
Bước cuối cùng là tưới nước để giữ ẩm và cố định cây môn đốm sau khi thay chậu. Sau khi đã thay chậu cho cây môn đốm, cây sẽ được để ở vị trí có độ ẩm cao và bên trên có lưới che bớt nắng. Đây là một chậu môn đốm đã được thay chậu trước đó khoảng 20 ngày. Hiện tại thì cây đã bắt đầu phát triển rễ non mới. Trên đây là toàn bộ quá trình thay chậu cho một cây môn đốm sau khoảng nửa năm trồng.